Mạng xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Zone Mạng Germany. Hiện tại Mạng đang đứng giữa ranh giới nước Đức và nước Hà Lan nha mọi người. Thì Mạng đang đứng ngoài autobahn, cho nên tiếng xe nó chạy đùng đùng á, cho nên là mọi người thông cảm nha. Thì Mạng sẽ quay cái ranh giới giữa nước Đức và nước Hà Lan cho những ai mà chưa biết cái ranh giới này á. Thì Mạng sẽ chia sẻ ngay lập tức ở trong cái clip này. Thì mọi người đừng rời khỏi màn hình nhỏ này, Mạng sẽ quay nhanh cho mọi người xem. Và nếu mọi người thích cái kênh của Mạng, vui lòng cho Mạng xin một like và một cái đăng ký để theo dõi những cái clip mới của Mạng. Và đồng thời Mạng xin cảm ơn mọi người đã bỏ chút xíu thời gian yêu thương gia đình Mạng cũng như xem cái clip của gia đình Mạng. Ok, bây giờ Mạng sẽ quay liền. Mọi người ơi, đây nè mọi người, đây là ranh giới của Đức nha mọi người. Thì Mạng sẽ quay từ từ cho mọi người xem. Đó, đường autobahn ranh giới của Đức. Và cái nhà này, đây mọi người, đây là cái nhà này là cái nhà của Bundespolizei nha mọi người, là của Đức. Đó, thì cái nhà này là nếu như những ai mà qua cái ranh giới này nè, mà như ví dụ chẳng hạn thôi nha, Mạng nói ví dụ thôi, là những ai mà buôn bán thuốc phiện ma túy hay là làm cái gì bất hợp pháp á, là công an sẽ bắt lại và đưa vô trong này để mà giống như người ta điều tra, người ta kiểm tra đồ á mọi người. Còn đây là cái chiếc cầu xanh xanh đây, để Mạng quay cái máy nó cao cao lên chút xíu. Đó, đây nè, cái chiếc cầu xanh xanh này là nối liền giữa hai ranh giới Đức và Hà Lan nha mọi người. Những ai mà muốn qua nước Hà Lan bắt buộc phải qua cái nếu là những ai mà muốn qua cái nước Hà Lan á, là phải qua cái cầu này, thì mới qua khỏi cái cầu này mới qua được nước Hà Lan. Và những ai ở bên nước Hà Lan muốn qua bên Đức này thì bắt buộc cũng phải qua cái đường, cái cầu này thì mới được qua ranh giới của Đức. Và ở bên kia nha mọi người, đó, ở bên kia là cái restaurant, nhà hàng ăn uống nha mọi người. Thì cái đây, hiện tại bây giờ là Mạng đang đứng ở đất nước của Đức chứ không phải là đất nước của Hà Lan. Xe chạy quá chừng luôn. Còn đây, ủa anh đi đâu vậy, em định quay giới thiệu anh mà sao anh cứ đi theo em chạy vậy. Còn đây, đây là đây là cảnh sát bắt Mạng cả đời nè mọi người. Đây, cảnh sát bắt Mạng cả đời á, cả đời giam trong một tù. Em nói vậy anh có buồn không vậy anh? Giam người nào quá. Đó, bây giờ Mạng sẽ đi qua cái ranh giới của thuộc đất nước của Hà Lan nha mọi người. Hiện tại Mạng đang đứng ở bên nước Đức. Chỉ cần có một cái chiếc cầu thôi, chỉ cần cách nhau có chiếc cầu thôi mọi người, mà phải phân biệt giữa nước Đức và nước Hà Lan cũng hay hả mọi người. Cái chiếc cầu này nó có sức mạnh cực kỳ lớn hả mọi người ha. Nói chung Mạng cũng được may mắn khi sang một cái đất nước Đức văn minh hiện đại, cũng như là nói chung mọi thứ đều tốt với Mạng hết đó mọi người. Mạng thấy Mạng may mắn lắm luôn, và may mắn hơn nữa là đi sang những cái nước lân cận của nước Đức đó mọi người. Thì Mạng cũng biết thêm, thì Mạng may mắn hơn so với những người chỉ ở trong nước đó mọi người. Nói chung là Mạng rất là vui mừng. Từ từ để em nói cái này cho mọi người. Đây mọi người, đây là cái bãi đậu xe nha. Ở trong này cũng có quán ăn, kia nó nằm kia. Thì những ai chạy xe mệt mỏi thì vào đây đậu xe. Mà cái này là thuộc, đây hiện tại Mạng đang đứng là thuộc đất nước của Hà Lan nha mọi người. Hồi nãy Mạng quay ở dưới kia là đất nước của Đức, còn này là thuộc đất nước của Hà Lan. Đó, đường autobahn của Hà Lan đây nha mọi người. Thì bên kia cũng có bãi đậu xe, bên đây cũng có bãi đậu xe. Thì ai đi lên bên kia
đi người đi đường bên kia thì vào cái bãi xe bên kia đậu, mà ai đi xe hoặc lại thì vào cái bãi đậu xe bên bên này nha mọi người. Còn cái có một cái chiếc cầu đây là ranh giới giữa nước Đức và Hà Lan nè mọi người, thì cái cầu này mình có thể đi qua đi lại mua đồ ăn nước uống hay mua bất cứ gì đó. Có hai người đẹp, hello, có hai người đẹp mới xuống á mọi người. Bây giờ mặn sẽ lên chiếc cầu này và mặn đứng từ ở trên mặn quay xuống cho mọi người xem nha. Đây kia nè mọi người, những cái tròn tròn trắng trắng như nè là những cái mấy cái cục này là camera quay cái đường autobahn này nè mọi người. Nhưng mà mặn thì đoán vậy thôi chứ mặn cũng không rõ, nếu mà có sai nói sai mọi người thông cảm nha. Không biết là camera hay là đèn đường, nhưng mà theo mọi người là camera là đúng hơn. Tại vì cái camera người ta gắn đỡ người ta quản lý, cũng giống như là người ta kiểm tra, người ta quay những cái gọi là những người mà bị giống như là làm bất hợp pháp á, người ta lấy chứng cứ để mà người ta quay lại đó mọi người. Thì mà nghĩ cái đó là cái camera đúng hơn chứ không phải là cái đèn đâu. Đó, mặn đã lên trên rồi nè, ồn màu quá. Mặn không có cái máy gọi là cái máy lọc âm á mọi người, cho nên tiếng xe nó ồn ào, mọi người thông cảm nha. Đỡ mặn làm nhận được tiền YouTube khá khá rồi mặn mua cái máy lọc âm rồi mặn quay nó tốt hơn. Mọi người nhớ ủng hộ mặn nhiều nhiều. tham lam quá mọi người. Đây mọi người, đây là chiếc cầu gọi là chiếc cầu đầy năng lực mọi người. Chiếc cầu này là ranh giới của nước Đức và nước Hà Lan đó. Bây giờ mặn sẽ đi qua chiếc cầu này. Đây Đức nha mọi người, nước Đức. Đứng trên cầu mà quan sát được hai nước, mọi người thấy vĩ đại chưa? Vô gió ầm ầm á. Đó mọi người, đây là ranh giới Hà Lan Netherlands hả anh? Netherlands. Còn đây là ranh giới Đức nha mọi người, nước Đức. Deutschland. Hay là Germany là em nói sai rồi. Germany nha mọi người. Là cái kênh của mặn, mặn lấy cái Germany là cũng có một cái ý nghĩa là ý của mặn nói là mặn sống ở bên nước Đức nha mọi người, tức là xuân mặn Germany. Cho nên mặn muốn đỡ cho mọi người nhớ cái kênh của mặn, nhớ biết đến đất nước Đức là sẽ nhớ đến cái kênh của mặn. Cho nên mặn hy vọng mọi người yêu thương gia đình mặn và ủng hộ gia đình mặn. Mặn xin cảm ơn rất rất là nhiều luôn. Bầu trời hôm nay cũng quá đẹp luôn, bầu trời trong xanh. Nhưng mà anh nhìn kìa, bầu trời nó trong xanh, nó có mây trắng rồi, đẹp quá. Lên trên này nó mát ghê mọi người, chắc là nó ù ù sợ không nghe rõ đó anh. Cái ranh giới này ngày xưa mình cũng vô đây mình ngồi mấy lần rồi đó. Anh đó hả? Trời đất. Dạ, chạy qua ranh giới nè, quên em giấy tờ, đi qua mua miếng đá, quên em giấy tờ. Thì nó kiểm tra, nó bắt vô ngồi 1-2 lần vài tiếng hồ rồi kiểm tra giấy tờ thả ra đi về. Trời ơi. Mọi người, ông xã Mận nói là ông xã Mận hồi mới qua đây cũng bị bắt mấy lần á mọi người. Bắt là không phải là bắt vì tội phạm pháp, mà là bắt vì cái tội đi qua nước Hà Lan đó mọi người, mà quên đem giấy tờ nha. Cho nên đi xuống đây cái anh. Quên mang giấy tờ cho nên là bị bắt giữ lại để mà kiểm tra giấy tờ á mọi người. Chứ nếu anh phạm pháp thì chắc có lẽ em không có ngày hôm nay đứng ở đây mà quay clip này cho mọi người xem đâu mọi người. Tại vì anh phạm pháp là anh bị bắt rồi, làm sao anh lấy mặn anh đưa mặn qua bên đây được. Đây xuống đây, sẵn tiện xuống đây luôn. Đây là restaurant nha mọi người. Mặn xuống đây, mặn quay sơ qua cho mọi người xem.
Thì cái mùa Covid này thì cũng vắng người đó. Nhà hàng, nhà đồ cũng vắng, vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn á mọi người. Mà người ta cũng trồng hoa, cũng đẹp, cũng thoáng mát. Chờ em chút xíu. Đây, quay tới rồi đó. Làm gì làm đi. Đây là chỗ cho trẻ em chơi mọi người. Hello. Đây, cái đây ghế ngồi để uống cà phê, ăn uống. Wow. Thôi, chút nữa mình chụp tấm làm kỷ niệm anh ha. Ok mọi người, thì thôi hai vợ chồng Mận cũng xin dừng clip tại đây. Và chân thành cảm ơn mọi người đã xem clip của gia đình Mận. Đừng quên cho gia đình Mận xin một like và một cái đăng ký để theo dõi những cái clip mới hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye, bye, bye.